Annyeonghaseyo, xin chào mọi người. Cậu ở đây có ai không biết em không? Để em cần giới thiệu lại không? Chào cậu, tôi là Linh Béo. Xin chào Tim Hỷ Trúc, Trúc Tổ, à này, Trúc Tổ. Bán khẩu trang dạo cho anh Cua. Chào Khánh Duy, chào lớp mơ lớp trưởng. Chào anh, à nhầm, chào Ti.
Trời ơi, tôi chào ông từ lúc nãy rồi, bây giờ ông mới chào tôi à? Ông hỉ chúc tố. Hát ít thôi á. Thế bây giờ làm gì, ngồi nói chuyện à? Nói gần thành Son Goku à? Gấu mà thành Son Goku được cũng hay. Anh mới ngồi máy, anh... Ghê thế. Mới đi theo nhỏ chút tận cửa công ty. Ừ. Kinh thật, công ty có ma. Hẳn là có ma, hồi trước em... Ủa anh đang ở đâu? Công ty nào có ma? Công ty nào? Công ty ở Hà Nội hay là trong Sài Gòn? Sài Gòn hồi trước em vẫn sâu đêm bình thường mà anh, đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Trong Sài Gòn có ma rồi đó. Ma gì? Hồi trước mình không biết gì. Ma dê, ờ chỉ sợ mỗi ma dê, ma idol thôi. Chứ còn... Ừ, đợt trước vẫn sâu đêm ở công ty mà. Toàn kiểu như những vị thần đi về lúc mấy giờ sáng nhỉ? Lúc 2-3 giờ sáng. Kiểu mình đang bị chôn ấy, không biết là có ma thật hay không ấy. Thế à? Tối nào chả tắt điện, dĩ nhiên buổi tối nào đấy tắt điện rồi. Chôn. Tối nay ngủ lại á, chả sao đâu em, thì chúng nó ngủ lại mà. Anh bao có mà sợ ma người, anh bao mà sợ ai? Hoa vẫn hồng, chỉ mang hoa so gần nhà tôi. Giọt nắng tôi khóc, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát ghế ngồi nha. Ừ, mình thích những người lên ghế ngồi, mình thích những người thích ngồi ghế. Ma xinh xinh cái mắt luôn, hình như cái cô ma áo trắng đấy xinh lắm anh ạ. Không biết là anh Mo đang sợ hay là đang thích nữa. Nếu một người quan tâm rồi. Nhục quá anh Bo ạ. Nhục gì? Chỉ là bị bóc phốt thôi mà. Con trai con đứa. Thank you.
Chắc sẽ đau lòng phải không anh?
còn nhiều hoang mang vì chưa tình tình mình sẽ mất. Buồn ngỡ ngàng xa anh trái tim thêm lại. Chiều nắng tàn theo hơi ấm khi giã từ. Ngày chia tay thiếu vắng em là ngàn lỗi nhớ. Thế nhau là con tim em nghẹn đau vẫn không ngừng yêu em. Tìm mãi tìm em không biết đã sai gì. Chỉ biết rằng anh không bên em nữa thôi. Để rời đất mỗi lần vỡ tan những yêu thương mong thành con thương. Lòng càng dối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta. Chắc tim anh bây giờ đã có mong rằng ai phải ngờ tên em. Nhận nỗi nhớ anh còn cao thầm lặng nước mắt một mình. Xin chào ngoài Bắc nha. Bình hẳn là quên mọi người thông cảm cho Linh nha. Khoảng một buổi đấy à? Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng. Hôm nay kể cho mọi người nghe câu chuyện Linh đi công tác, đi xuống với Hà Nam.
về một người, về một quá khứ. Thế mà tình yêu cứ thế nhắm mắt đi.
hai ba câu là em lại muốn ho, ho khan đi. Nên em chả hát được bài gì cả. Ho liên tục. Chả có bài gì hay nhỉ. Mọi người đâu hết rồi, không thấy chat lên dùng được cái. Hôm nay Giang Mi nhập cho nên sẽ hát, sẽ tìm thêm mấy bài của Giang Mi. Đâu nhỉ, Giang Mi đâu nhỉ, Giang Mi đâu rồi nhỉ. Ủa mà chứ em vẫn thế, trả lại thời gian á. Của Giang Mi luôn hả? Xin chào nhấn mạnh, tao là Sang. Sợ thật. Cái bài trả lại thời gian chưa biết là đã nghe được hay chưa ấy. Mình nghe bài này bao giờ chị nhỉ? Thôi cứ bấm vào đây. Thấy ghế 1, ghế 2 quen quen. Thank you.
Thank you.
định vào nhưng mà lại kiểu ho nên là
Thank you.
Cứ hát được một câu cao cao là bắt đầu kiểu muốn ho luôn rồi. Xin đừng lặng im đi Lim. Bài đấy cũng cao mà. Nó toàn chơi những bài cao không vậy? Người đừng lặng im đã thế. Ra cứ cho cháu thế anh không? Khổ thân anh Phong ở đây bị thắng chôn. Cao lắm.
chính nha, xin chào lại ca Hải nha. Em biết hát bài gì bây giờ nhỉ? Ôi giời ơi, thương lắm mình ơi á. Hay là hát hát bolero à? Ghê thế. Thương lắm mình ơi là của ca sĩ nào anh nhỉ? Em tìm xem có bài nào hay hay không. Vùng lá mây bay hát suốt. Mới hát xong. Facebook tại vì mọi người nha, chúc mọi người ngon. Thôi xuống cho mẹ.